Vào năm 2021 thì đa số những chiếc chuột bây giờ đều là những chiếc chuột theo phong cách minimalistic, tức là một màu đen hoàn toàn hoặc là một màu trắng và có phong cách thiết kế không hề hợp hố cho lắm. Nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một thiết kế cực kỳ là hợp hố, chính là chiếc chuột Fullen G300L. Và cái sự hợp hố đã thể hiện ngay trên chiếc hộp này đây. Đây, mọi người có thể nhìn thấy và đọc đây. G300L, chiếc chuột phát sáng gaming cực kỳ ngầu và thiết kế transformer cực kỳ chất. Dạ vâng. Cái sự hợp hố đã thể hiện ngay trên hộp rồi. Mọi người có thể nhìn thấy trên hộp chúng ta sẽ có những cái phiên bản khác, ví dụ phiên bản màu xanh, phiên bản màu trắng, phiên bản màu đen. Ở đằng sau chúng ta sẽ không có gì nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng mở hộp ra nhé. Trong hộp chúng ta sẽ có đó chính là một đĩa CD mini. Mình không biết tại sao, đây là năm bao nhiêu rồi, năm 2021 rồi mà Fullen vẫn đi kèm trong chiếc chuột của mình, đó chính là một đĩa CD driver. Mình không nghĩ rằng là ai có thể đọc được đĩa này. Và tiếp theo đó chúng ta sẽ có một sách hướng dẫn. Cái sách hướng dẫn khá là dày và có vẻ như cũng đầy đủ những thông tin cần thiết. Và cuối cùng chúng ta sẽ có chiếc chuột của chúng ta ở đây. Vâng, chiếc chuột yêu quý của chúng ta, một thiết kế vô cùng hợp hố, một chiếc chuột màu đỏ. Điều đầu tiên mà mọi người cảm thấy đó chính là khác lạ với chiếc chuột này khi mà so sánh với chiếc chuột cùng thời điểm thì chúng ta sẽ có một thiết kế cực kỳ hầm hố. Nếu mà mọi người nhìn thì mọi người có thể thấy đây giống như kiểu mặt của robot Transformer vậy. Và cái thiết kế này thì bây giờ khá các chuột không còn xuất hiện nữa. Và đây là một chiếc chuột có kích cỡ tầm lớn, nó dài tận 135mm lận cơ mà. Thế nên là tay mình dùng chỉ có thể là sử dụng palm grip mà thôi, chứ không thể nào claw grip được. Chiếc chuột này sẽ dành cho những bạn nào mà có cái cỡ tay tầm trung hoặc là tay cái cỡ tay lớn, chứ không dành cho những người nào có cái cỡ tay nhỏ. Đây là một chiếc chuột có dáng đối xứng dành cho người cả bên tay phải và bên tay trái, nhưng mà mình nghĩ dành cho bên tay phải nhiều hơn, tại vì chỉ có bên này mới có các nút bấm để điều chỉnh forward backward, chứ bên tay trái thì không có. Về cân nặng thì trong này người ta bảo là Fullen bảo là nặng 95g, nhưng mà mình khi mà mình cầm lên mình cảm thấy nó nặng hơn rất là nhiều. Mình không biết sao mình cầm lên mình cảm giác nó phải 120g cơ đó. Và nếu mà anh em nào không thích chuột nặng thì đây không phải là chuột dành cho anh em. Về các trải nghiệm cầm nắm thì do hai bên này đều có những lớp phủ cao su nên là khi mà mình cảm giác bám rất là tốt, rất là thoải mái, mặc dù là cái lớp phủ ở trên nút chuột trái chuột phải này cũng không được tốt cho lắm, hơi trơn, nhưng mà nhờ có cái lớp cao su này mà mình cảm giác có thể ghi tay và rất là dễ dàng. Về nút bấm, chúng ta có tổng cộng trên đây chính là 7 nút bấm. Hai chuột trái phải này thì Fullen không nói rõ là sử dụng switch gì, nhưng mà họ bảo là cái switch này có tuổi thọ là 10 triệu lần bấm. Còn nút lăn chuột chúng ta sẽ có một lực lăn hơi yếu một chút, các nước lăn cũng không được quá rõ ràng khiến cho trải nghiệm lăn không được tốt. Bấm thì hành trình bấm hơi ngắn, còn cái switch chuột này thì bấm nó hơi lỏng lẻo, cũng hơi lỏng lẻo và lực phản hồi không tốt. Còn nút các nút chúng ta sẽ có 4 cái nút được thông báo ở đây, đó chính là nút G4, G5, G6, G7. Mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Và chất lượng của những cái nút này đều rất là lỏng lẻo, nhưng bù lại thì trải nghiệm bấm cực kỳ nhạy, cực kỳ là thích luôn. Khi mà mình ấn cái lực phản hồi rất là cao và mình cảm giác bấm thích cực kỳ. Đấy, rất là nhạy luôn. Về những cái nút này thì chức năng đó chính là G4 sẽ là đổi DPI, G5 là đổi màu, G6, G7 thì là forward và backward. Tất nhiên rồi. Về ở bên dưới chúng ta sẽ có là 4 feet chuột. Về 4 feet chuột này tương đối là nhỏ, nhưng mà mình không biết tại sao, tuy là chuột này nặng như này và feet chuột nhỏ như này, nhưng mà khi mình di chuột ấy, cảm giác vẫn rất là mượt, rất là thoải mái. Và mình đánh giá cao cái fit này. Về mắt đọc, chúng ta sẽ có mắt đọc đây là Avego ADNS 9800. Một mắt đọc khá là cũ rồi, nhưng mà hiệu năng vẫn rất là ổn. Về khi mà mình test tựa game CSGO và Valorant thì khi mà mình vẩy tay rất là nhanh thì mắt đọc này vẫn theo được. Nhưng mà khi mà mình vẩy tay xong, mình cảm giác rằng nó hơi có một cái sự gì đó thiếu chính xác. Thế nên là mình nghĩ rằng chiếc chuột này sẽ đáp ứng được khoảng tầm 90% nhu cầu chơi game của anh em thôi. Còn những tựa game không yêu cầu di chuyển quá nhanh thì rất là ổn, rất là thỏa mãn thôi. Nhưng mà một điểm đó chính là có lẽ là do cái chuột này nặng quá nên là khi mình di, mình khó mà có thể giữ lại chuột, kiểu cái lực của mình phải ghi lại để đứng cho nó một chỗ ấy. Thế nên là mình nghĩ rằng không phù hợp với những tựa game nào di chuột quá nhanh, kiểu văng phát đấy, thế là chuột bay đi mất rồi và mình sẽ phải mất một số lượng lực gì đấy để mình giữ lại chuột. Còn về các cổng kết nối thì chúng ta sẽ có ở đây là một đầu USB Type A. Sử dụng Type A này thì được mạ vàng để cho mang tính sang trọng một chút. Về dây chuột thì sẽ có một dây chuột bọc dù và có cả chống nhiễu nữa để anh em có thể không bị nhiễu tín hiệu chuột. Nhưng mà dây dù này tuy là dù thôi, chất lượng dù hơi cứng một chút và mình không đánh giá quá cao chất lượng dù này. Nhưng mà dẫu sao vẫn được dù cho nó thoải mái đúng không? Nhìn trông nó cũng sang trọng mà.
dây màu đỏ cùng tông chuột với cả màu chuột. Còn về đèn RGB chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 khu vực đèn phát sáng đèn cơ. Đầu tiên là phần đuôi chuột này, phần như kiểu phần mặt nạ đây, phần mắt và hai phần đằng trước này để cho phát sáng theo đúng với màu. Nhưng mà đây không phải đèn RGB thực sự, nó chỉ là nhấp nháy giữa 7 màu khác nhau thôi. Còn khi mà anh em bấm đổi DPI thì cái màu sẽ đổi sang cái màu của DPI mà anh được lựa chọn, và sau một thời gian thì nó sẽ đổi lại với chế độ đổi màu liên tục. Và driver thì như các bạn lúc nãy đấy, mình chỉ ra lúc nãy là cái chuột này sử dụng đĩa driver, và theo như mình tìm hiểu thì trên các forum họ không lưu những cái driver này lại, và các bạn đố mà các bạn có thể lấy được driver khỏi cái đĩa này luôn. Nhưng mình đánh giá rằng chiếc chuột này dùng về là không có driver, nên là anh em sẽ không thể điều chỉnh DPI mong muốn, không thể điều chỉnh chức năng của cái nút G5, G4, G7, G6, G7 này ở đây, nên là hơi bất tiện một chút. Sản phẩm này thì hiện tại đang được bán tại Hà Nội Computer với mức giá là 999.000. Nếu em cảm thấy hứng thú với sản phẩm này thì đường link sẽ nằm ở dưới mô tả. Còn nếu anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy bấm like và subscribe. Và cuối cùng, xin cảm ơn các anh em và hẹn gặp các anh em tại một video sau.